Vâng, hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình lên vườn tiêu nhà mình nha các bạn. Đó, thì mình đã phát hiện một tổ chim ri nha các bạn. Đây này các bạn ơi. Nó ở ngay trên trụ tiêu này. Và mình đã đi lấy cái thang này nhá. Bây giờ mình sẽ trèo lên. Đó. Mấy ngày trước ấy, khoảng 5 ngày trước thì mình thấy nó tha rác nhưng mà mình chưa để ý nha các bạn. Thì hôm nay mình lên mình tìm thì mình thấy nó đây. Mình phát hiện được ở đây nhá, ngay trên trụ tiêu này. Trên trụ tiêu này. Đó. Không biết là có gì chưa các bạn ơi. Để bây giờ mình trèo lên xem nhá. Thường thì chim ri nó sẽ để khoảng 6 trứng nha các bạn. Có tổ có đến 7 trứng. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ trèo lên xem nha các bạn ơi. Đây các bạn ơi. Cửa tổ đây. Rồi, bây giờ mình sẽ cố quay vào trong xem là có gì nha các bạn. Vâng các bạn ơi, điện thoại của mình thì mình quay vào trong không được đâu nhá. Đó, nhưng mà mình cố xem vào trong thì chưa có gì nha các bạn, tức là cái tổ mới tha rác được khoảng 2 ngày hôm nay thôi. Đó, chim mẹ chưa về đẻ trứng nha các bạn, thì mình sẽ không ở đấy lâu đâu. Bây giờ mình đã lấy cái thang lên đến đây rồi nha các bạn. Đó, mình sẽ để cho chim bố và chim mẹ về tổ nha các bạn. Đó, để chim mẹ đẻ trứng nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài ruộng ở trước nhà mình để mình thăm lại tổ chim khứa bụi đầu đỏ và mình sẽ thử đặt rắn ở gần tổ xem là chim mẹ có dám về tổ không nha các bạn. Rồi, đi thôi các bạn này. Vâng, mình đã đến nơi các bạn ơi. Đây, tổ chim khứa bụi đầu đỏ này thì vẫn là 3 trứng chưa nở nha các bạn. Mình nghĩ là chắc không gần nở đâu các bạn ơi, bởi vì mình thấy cũng khá là lâu rồi. Đó. Rồi thì bây giờ mình đã chuẩn bị con rắn giả đây các bạn. Đây là rắn giả thôi nha các bạn ơi. Đó, được làm từ nhựa dẻo nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ để ở gần tổ chim khứa bụi đầu đỏ này. Đó. Xem chim mẹ có phản ứng như thế nào nha các bạn. Đó. Có dám về tổ không? Rồi, bây giờ mình sẽ để đây nhé. Rồi, mình sẽ để đây nha các bạn. Mình sẽ để như thế này. Đó. Và tổ chim ở đây. Rắn giả ở đây. Đó. Thì bây giờ đang là buổi sáng sớm nha các bạn. Thường thì sáng sớm mình đến thì chim mẹ không ở trong tổ đâu nha các bạn. Chim mẹ đã đi ra ngoài tổ để kiếm ăn rồi. Đó. Khoảng hơn 7 giờ, 7 rưỡi buổi sáng gì đó thì chim mẹ mới quay lại nhá. Đó, rồi bây giờ mình sẽ gắn máy quay nha các bạn. Vâng các bạn ơi, mình đặt rắn thì chim mẹ không dám đến nhá. Bây giờ mình đã lấy con rắn ra ngoài và mình sẽ gắn máy quay như vậy. Và các bạn cùng xem tiếp nha. Vâng các bạn ơi, như vậy là chim mẹ đã dám về tổ ấp rồi nha các bạn. Vừa nãy mình để rắn giả thì chim mẹ không dám tới đâu.
đó. Bởi vì loài chim này mình nghĩ là rất là sợ rắn nha các bạn. Bây giờ mình đã lấy con rắn ra ngoài và chim mẹ đã về tổ ấp trứng nha các bạn. Và mình nhìn thấy thì trứng gần nở rồi nha các bạn. Bởi vì tổ này ấp cũng khá là lâu rồi, thì lúc nở thì mình sẽ quay trở lại quay chim non cho các bạn xem. Rồi, và video của mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.